mẫu giống nó thích nghi rất là cao, nó xanh và nó mướt luôn, nó không có cái màu trắng của cái lá bèo, nó không có màu trắng á. Này phân bò thì ở tập 2 thì có nhiều bạn comment hỏi là anh ơi phân bò nó khô nó như thế nào, thì đây là cái bể mà hôm trước em thả cách đây 10 ngày nha mà con. Nhiều bạn nói là nuôi trong cái bể bạc á là nó bị mòn cái vỏ, là không có màu nít nha mà con. Thì nhờ cái vôi đây chúng ta sát trùng nước đó 10 ngày sau khi xuống giống nha mà con. Nó động ở dưới thì chúng ta cứ để đó, em chưa thay nước luôn. Hiện tại giờ 10 ngày vẫn chưa thay nước. Thì đây là hiện tại ông chú đang set up một cái bể để nuôi thêm bèo cám. Không lo hết bèo. Vậy nó nở như thế thì chúng ta không lo nó hết được. Nó lên nó ăn bèo. Đây là cám nè. Con có thể cho ăn thêm. Ban đêm chúng ta cứ xin chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bướu Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin tiếp tục tập 3 của cái chuỗi video về nuôi con ốc bu từ nhỏ cho tới lớn trong cái bể lót bạc. Như bà con thấy đây là cái bể thứ ba mà bên em sẽ tiến hành thả giống cho bà đồng chú nha bà con. Thì ở tập 2 lúc trước là em có quay là cái bể này là cái bể nuôi ốc lớn đây của mẹ đây. Nói chung mà thất bại rồi. Mình ông chú đã thất bại là đã dọn hết rồi. Bây giờ là 5 giờ chiều. Bên em đã thả giống rồi đây. Đây mẫu giống 2 tuần tuổi. Như bà con thấy mẫu giống này là độ thích nghi rất là cao và vận chuyển được xa. Thì khi mà bà con mua là em luôn check cái địa chỉ á, thì với cái khoảng cách bao xa và thời gian vận chuyển bao xa thì em sẽ hướng dẫn tư vấn cho bà con mua cái mẫu giống nào cho thích hợp để cho bà con vận chuyển. Thì với cái mẫu 1 đến 2 tuần tuổi này á, là nó có thể chuyển được tới hơn 600 km và đi được tầm 24 giờ. Nói chung là hiện tại là em đã chuyển được xa tới đó rồi, còn xa hơn nữa thì em chưa có chuyển, nên em chỉ xác nhận được là tầm 24 giờ, đóng trong thùng xốp chuyển được khoảng 24 giờ. Cái này là em mới thả đây, nhưng mà con thấy không, nó ăn hiện tại đang ăn bèo cám nè. Rất là đẹp nha mọi con. Có con đang thả thiền nó bơi luôn. Cũng thả trên cái tàu lá chuối này thôi. Về kỹ thuật thả thì ở tập 1 và tập 2 thì em đã hướng dẫn rồi. Nên em sẽ không có nói lại về cái kỹ thuật thả nữa. Chúng ta cứ thả lên cái tàu lá chuối. Ở tập 2 em đã hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật để nuôi cái bèo cám đó. Nuôi cái bèo cám này để chúng ta cho con ốc nó ăn đây. Hiện tại là bèo đang phát triển rất là xanh nha bà con.
nuôi bèo mà bà con thấy được cái độ xanh của nó. Đây, như bà con thấy nó khá là xanh, nó xanh và nó mướt luôn, nó không có cái màu trắng của cái lá bèo, nó không có màu trắng á, là chứng tỏ chúng ta nuôi bèo thành công nha bà con, thì bèo nó đang phát triển. Còn nếu mà bà con nuôi mà thấy cái bèo nó lá màu trắng là có nghĩa là bèo đang sắp tàn. Nên bạn nào mà đang nuôi, nhưng mà con nào đang nuôi bèo á, nó cái màu xanh như thế này thì bèo đang phát triển, nên bà con đừng có lo lắng, cứ để nó sẽ phát triển thôi. Đấy, em quay sát luôn cho bà con thấy không? Thấy không? Bà con thấy không? Cái lá của cái bèo nó đang rất là xanh, nên nói là nó xanh mướt luôn đó. Thì đây là bèo đang phát triển. 16 tiếng đến 24 tiếng thì bèo nó sẽ nở đi gấp đôi, nó sẽ sinh sản ra gấp đôi cái kích thước của nó, cái số lượng của nó. Chứ kích thước thì nếu mà nó lớn gấp đôi chắc cái bể này chắc nó nở bằng cái bể này luôn quá, thì nó sẽ nở gấp đôi cái số lượng của nó. Còn thấy đẹp không? Khá là đẹp. Ở đây em sẽ cho bà con xem nước nó đang màu nó rất là đục, nó nâu nâu, thì nó sẽ ra từ cái phân bò đó. Đây có cái con phân bò đây, đây phân bò nha bà con, đây phân bò. Thì ở tập 2 thì có nhiều bạn comment hỏi là anh ơi phân bò nó khô nó như thế nào. Thì nhiều bạn hỏi thì em cũng nói chung là cứng cái họng. Thì nói chung là chúng ta hỏi thì chúng ta nên suy nghĩ trước, có thể chúng ta sẽ tìm hiểu trước khi hỏi, chứ hỏi nhiều quá thì em cũng không biết đường mà trả lời. Thì hiện tại là một ngày là các em nhận rất là nhiều cuộc gọi, bà con gọi tới là cái số bạn liên tục đó, thì mỗi người gọi tới là ít nhất là em phải tiếp chuyện khoảng 10 phút đến 15 đến 20 phút, thậm chí cái nửa tiếng. Nên bà con gọi thì nó bận rất là nhiều, nên bà con thông cảm. Thì có gì bà con cứ để lại tin nhắn Zalo thì em sẽ trả lời. Nói chung là 2 ngày 3 ngày sau em vẫn trả lời, thì em cứ trả lời từ dưới lên thôi, nên em không có trả lời liền được, tại vì nó có số lượng người liên hệ với em rất là lớn. Em sẽ trả lời còn điện thoại. Trong một ngày làm việc thì tiếp được tầm 20-30 người thôi, rồi coi điện bản liên tục à. Có nhiều người gọi được thì lại nói sao điện hoài không bắt máy, thì cái số thì chỉ tiếp được một người thôi bà con, người còn lại gọi sau thì nó bận thôi, nó bận thì nó nhiều khi gọi nhiều quá nó qua không liên lạc được luôn. Thì bà con thông cảm, là có gì cứ để lại tin nhắn đi, em có để cái số của em, nó có số Zalo mà nó ra cái trang trại của đây Đồng Tháp luôn, nên bà con cứ để gì. Thì đây là cái bể mà hôm trước em thả cách đây 10 ngày nha bà con. Thì em sẽ cho bà con xem cái hiện tại con giống nó đã phát triển như thế nào. Thì giờ này thì nó chưa có lên đâu. Nói chung là một lát tầm khoảng ở đây, em sẽ ở đây tầm khoảng 7 giờ em sẽ ra quay cho bà con xem. Nói chung là ông chú cũng đang làm mồi. Thì em thả xong rồi quay này xong rồi lát em sẽ ra ngoài kia để làm vài ly thôi, em cũng không làm được nhiều. Ngày xưa thì cũng làm khá lắm, nhưng mà còn thời còn đi làm kìa. Giờ về làm ruộng thì thấy nhậu nó không có tác dụng nên nhậu ít lại. À đây nha bà con, tại nó đã lên được tầm hạt bắp rồi, 10 ngày thì có con vẫn nhỏ đây, con này nè. Chung là nó sẽ không có lớn đều nhau, nhưng mà như vậy là ok rồi. Và con ốc nó rất là đẹp. Nhiều bạn nói là nuôi trong cái bể bạc á, là nó bị mòn cái vỏ, thì mòn đít đó, nó là dùng ăn đít gì đấy. Thì đây em hướng dẫn nuôi là đâu không có vấn đề gì cả. Bạn còn thấy không, cái đít nó nè, nó đâu có cái bị gì đâu. Thì đấy là nhờ cái chúng ta sát trùng bằng cái vôi, cái dôi mà em đã hướng dẫn ở tập 1 với tập 2 đó.
cái vỏ không có vấn đề gì cả. Rồi nào, tại nó đang đeo khá là nhiều ở cái các cái bèo này, dở lên là có nó à. Rồi nào, đây. Đây nè bà con, không hề có một chút tì vết nào ở cái đít, như là không có màu đít nha bà con. Thì nhờ cái vôi đây chúng ta sát trùng nước đó, dưới chúng ta thả thêm cá bảy màu, ta thả cá bảy màu có thể coi con cá bảy màu nó ăn các cái vi sinh, nó hoạt động lại. Thì đây bà con thấy đây hiện tại là con ốc nó đang ăn bèo cám, thì nó rất là mê bèo cám nha bà con. Chúng ta để các cái loại thức ăn gì nhưng mà khi có bèo cám là nó sẽ ăn bèo cám. Thì cũng giống như là cái chén thịt bò với cái chén muối vậy. À, đấy, chúng ta nó sẽ ăn cái bèo cám trước. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ ăn cái chén thịt bò chứ không bây giờ chúng ta ăn cái chén muối trước. Thì có thể là do mấy cái ông nào mà ăn chay thôi, ăn thịt không được thì mới ăn muối chứ chúng ta không có bỏ chén muối được. Thì con ốc nó cũng vậy, nó mê bèo cám là tất cả các thức loại thức ăn khác khi mà chúng ta để xuống thì nó sẽ ăn cái bèo cám đầu tiên. Rồi khi mà không có bèo cám nữa, ăn hết bèo cám rồi nó sẽ qua ăn các cái loại khác. Giờ này là nó cũng chưa lên nhiều đâu, tầm tối nó sẽ lên nhiều. À, nuôi ốc thì bà con lấy là ban ngày mà khi mà nó nổi lên là có vấn đề nha, chỉ có ban đêm thôi, ban đêm nó mới nổi lên nhiều, còn ban ngày mà nổi lên là hơi bị, phải xem lại cái nguồn nước như thế nào đấy. Thì ở đây ông chú đã vớt bèo cám từ cái bể nuôi bèo cám đấy và cho nó ăn, cho con ốc nó ăn đây. Thì ở đây em nói chung là hàng ngày là em đều chạy ngang đây và hướng dẫn với ông chú nuôi. Mà cái bèo cám là vớt cũng vừa phải, bà con vớt, bà con thấy đây là chi vớt còn cái khoảng trống. Thì cái mục đích là chúng ta vớt vừa phải là thứ nhất là ban đêm chúng ta ra gọi chúng ta có thể quan sát được cái con ốc. Thì nhiều bạn là thả kín mít luôn, như thả như cái bể nuôi bèo bên kia kìa. Đấy, thả như vậy thì tối ra gọi anh ơi em không thấy con ốc đâu cả, thì thấy bèo thôi. Chúng ta cứ thả thường như thế này, ban đêm chúng ta ra gọi chúng ta sẽ thấy được ốc và chúng ta sẽ quan sát được cái quá trình hoạt động của nó. Đấy em mà bà con thấy là hiện tại nó bắt đầu lên, nó đang thả thiền đây. Nó thả thiền rất là đẹp nha bà con. Đấy, nó ốc đang thả thiền nè. Ở đây cái bèo này nó bị sâu nó ăn. Sâu ăn khá là nhiều. Nó đang đu vô rễ nè. Nè bà con thấy nè. Nó đu vô, nó ăn cái rễ bèo luôn nha bà con. Em bắt cái đầu con xem. 10 ngày sau khi xuống giống nha bà con. Nói chung là tâm lý của nhiều bà con nuôi là muốn mua con bự, con lớn. Nhưng mà bên em chỉ sức, hiện tại giờ sức 7 tuần thì 7 tuần nó đi tầm được không 80 cây trở lại thôi, tầm 4 tiếng. 1-2 tuần sẽ đi xa hơn. Hiện tại thì số lượng khách hàng lớn nên tầm 1-2 tuần là bên em sức hết rồi. Còn 3 tuần cũng rất là hiếm. Thì chỉ tiễn ra thôi. Tiễn ra mới lên được mẫu 3 tuần. Trong một cái lứa thì sẽ lựa ra được một mớ. Đây, rất đẹp nha bà con. Không hề bị gọi là cái mòn cái đít hay là bị ăn cái đít gì đấy. Nhiều bạn comment nói là nuôi trong cái bể hơi bạc nó bị mòn đít. Ở đây thì tối nó sẽ lên cái nó ăn cái bèo cám rất là nhiều.
tối tầm khoảng 7 giờ. Thì em sẽ ra đây em quay tiếp cho bà con xem. Hay nó ăn cái lá, cái bèo này bị thối nó ăn nè. Nhiều bạn hỏi là nó có bị hao không? Thì nói chung là nuôi nó sẽ có bị hao, nhưng mà tỷ lệ nó không cao đâu bà con. Đây nhìn nó hao nó sẽ chìm xuống thôi. Đây bà con có thấy rõ không? Đấy, không hề thấy rõ nha bà con. Thì cái khả năng hao và cái độ thích nghi của cái loại 21 đến 2 tuần tuổi nó rất là lớn, nên bà con cứ an tâm mà nuôi. Đây còn bò dưới nè. Đây. Nhiều bạn nói là thì tại sao con ốc nó lại bò lên cái thành của cái bể nè. Thì thứ nhất là cái nguồn nước nó có vấn đề, nó mới bò lên. Thì nếu mà bò lên bể đó, bà con nên chú ý là chúng ta sẽ tiến hành thay nước nó 50% thôi. Thì ở cái bể này là hiện tại là em chưa thay nước nha bà con, em chưa thay nước. Bà con nhìn thấy nước vẫn còn trong. Thấy bà con thấy là một số phân nó đang đồng ở dưới đó, nhưng mà nó cũng không có nhiều. Thì nó ốc nó còn nhỏ nên nó không có phân nhiều đâu. Nó động ở dưới thì chúng ta cứ để đó, em chưa thay nước luôn. Hiện tại giờ 10 ngày rồi vẫn chưa thay nước. Thì vẫn hàng ngày vẫn sát trùng bằng voi. Cái voi mà canxi mà em hướng dẫn ở tập 1 tập 2 đó. Vẫn sử dụng cái canxi. Nó là super canxi 100% là canxi mịn đấy. Nữa là canxi mịn. Có nhiều bạn nói là cái loại gì mà đô limit gì đấy. Nó cũng như nhau thôi. Nó vẫn là canxi mịn. Thì dùng loại đó cũng được, dùng cái này cũng được. Này thì nó nhiều bạn tìm không có, kêu em gửi hàng, kêu em ship cho, nhưng mà nó thật ra là nó chỉ có, hiện tại thị trường nó chỉ có 40.000 20 kg. Thì bây giờ em ship cho các bạn bao nhiêu, giá bao nhiêu thì mất thời gian của em quá. Nên có gì thì bà con cứ tìm cái loại khác, không có thì tìm loại vô thường cũng được, chứ không gì. Chúng ta sử dụng đúng liều lượng thôi. Còn đây là cái bể mà em thả sau 5 ngày. Giống sau 5 ngày, nói chung là nó sẽ nhỏ hơn. Thì bà con nó đang ăn bèo cám, nó lên bèo cám rất là nhiều, nó đang nổi đấy. Đây, bà con nhìn tổng quan lại. Đây, 4 bể nha bà con. Thì đại có một bể đang nuôi bèo cám, là còn một bể trong này đang nuôi ở đây. Thì đây là hiện tại ông chú đang set up một cái bể để nuôi thêm bèo cám. Anh em bà con thấy đây là bèo cám. Cái bể này là bể bố mẹ hổm em quay đây. Thì bây giờ là cũng dọn sạch rồi. Giờ chuyển sang nuôi bèo cám. Ở đây là cái phân bò nha bà con. Phân bò hiện tại giờ đổ vô nó chưa, cái này mới có set up hồi sáng thôi, nên nó chưa có chìm xuống đó. Thì khi mà nó thấm nước cứ nó chìm xuống thôi, tầm ngày mai là nó chìm hết à. Ở đây chỉ vớt có, như bà con để ý đây, em quay tổng quan luôn, là chỉ mới có tí bèo cám thôi. Thì tầm khoảng 4 ngày 5 ngày sau em sẽ quay lại cho bà con xem cái độ phát triển của cái bèo cám này. Này, bèo cám này bèo qua dâu. Cái nước nó ra là màu nâu nâu á, thấy không? Màu nó khá là nâu. Thì nó nói chung là hơi tẩm tẩm tí. Thứ hai là bèo nó rất là thích và nó phát triển cực lớn. Đây. Bốn bể nha bà con. Bên kia là bèo cám. Thì hàng ngày là sẽ vớt, ông chú vớt tầm một ngày khoảng vợt hai vợt để vô cho ốc nó ăn thôi. Được thưa thì hiện tại còn nhỏ nên tầm khi ốc nó lên tầm một tháng tuổi thì một ngày nó ăn có thể tầm 2 kg đến 4 kg. 4 kg bèo cám nha bà con. Vớt ngoài kia thôi. Đơn giản là vớt bèo cám đó để vô đây cho ốc ăn. Hàng ngày cứ vớt để vô. Và nó thức ăn của nó là bèo cám. Thì xây vòng thôi, bèo cám nở ra
mà 16 tiếng đến một ngày nó nở gấp đôi cái số lượng cứ vớt để vô, không lo hết bèo. Vậy nó nở như thế thì không, ta không lo nó hết được, nó nở liên tục và cứ bèo cám nó xanh là nó nở thôi, còn mà bèo cám mà nó trắng trắng là nó tàn. Đấy, bà con nhớ gì, chúng ta cứ nuôi quy trình đơn giản như vậy. À, kỳ giờ thì cũng 7 giờ nha bà con. Bây giờ em sẽ ra đây để gọi cho bà con xem. Ốc lên rất là nhiều nha bà con. Đây, bà con xem đây. Bà thấy không? Đấy. Nó lên nó ăn bèo. Nói chung là bèo cám là gọi là món khoái khẩu của bọn chúng mà. Bà con thấy không? Em quay gần lại cho bà con xem. Đấy, nó đang ăn đấy. Em mới mượn được cái đèn của ông chú để quay đây. Làm cũng vài chai rồi, cũng là phê rồi. Ngày xưa thì uống cũng khá à, mà giờ hết nổi. Con thấy nó ăn bèo không? Mà cái miệng nó ăn bèo nè. Đấy. Cứ nếu mà bà con muốn quan sát con ốc của mình á, con cứ ra vào ban đêm thì tầm khoảng 7 giờ thì nó nổi lên, nó ăn bèo rất là nhiều. Thì đặc tính của con ốc là ban đêm nó sẽ nổi lên. Nó sẽ nổi lên nha bà con. Đặc tính của con ốc là ban đêm nó sẽ nổi lên nó ăn. Thì cứ ban đêm là nó nổi lên rất là nhiều để nó ăn thôi, tất cả đều phải nổi lên để ăn. Đấy, dạng như là tới bữa ăn thôi. Hãy như bà con quan sát nha, ở đây tối nó lên rất là nhiều. Đây nè, đây nè, con thấy không, nó đeo nè, nó đeo kính hết đấy, ăn bèo. Thì thời gian này là khoảng thời gian ban đêm là nó hoạt động mạnh nhất mà. Ban đêm nó mạnh nhất để nó ăn. Ban ngày nó ít lắm. Ban ngày mà ốc mà nó nổi là nó có vấn đề nha bà con. Còn ban đêm thì nó ăn rất là nhiều. Đây bà con thấy. Không có một chút tì vết luôn. Nó quá là đẹp. Con này khá lớn á. Đột biến luôn. Nó đeo này, nó ăn nghe tiếng kêu lách chách luôn nha bà con. Hôm nay nó ăn bèo cám nè, trong đây nè, nhiều lắm. Ban ngày chúng ta nó núp, ban ngày nó sẽ ẩn vô các cái rễ bèo á, ban đêm thì nó hoạt động mạnh lên để tìm thức ăn thôi. Cũng tìm thức ăn khá là nhiều. Này, con này đột biến sợ bự quá nè. Rồi nè. Này. Chung là ban đêm thì chúng ta ra quan sát nhìn mê lắm. Nổi lên nó ăn bèo. Đây là cám nè, bà con có thể cho ăn thêm. Ban đêm chúng ta cứ để lên thôi. Nè bà con thấy không, chúng ta để lên thì cám nó sẽ tản ra, tự nó tản ra thì chúng ta cứ gắt gì thôi theo cái mặt nước, tại vì cám nó nhẹ, nó trên mặt nước á, nó sẽ tự tản ra là con ốc nó sẽ đu ra nó ăn thôi. Để em sẽ cắt cám rồi cho con ốc đang cám rồi em quay cho bà con xem. Nó sẽ nút cám nha bà con. Cứ có nghe mùi cám là nút thôi, đưa mỏ lên nút thôi. Thấy bà con thấy không? Nút cám đó, hả? Đưa mỏ lên nút á.
cái miệng của con ốc nó rất là bén nha bà con, nó ăn bèo nó cắn đứt luôn đó. Nên nó ăn, nói chung là trái cây cái gì là nó ăn cũng được hết ạ. Đây là cám thôi. Đây. Cám tự nó tản ra. Đấy, mà nó lan ra đi không? À, còn đây là cái bể mà em thả lúc chiều nha bà con. Bà thấy đây, nó vẫn còn, hiện tại giờ ốc nó cũng đang ăn bèo cám này. Đây. Còn nghe cái tiếng kêu không? Nó ăn kêu lách chích chích luôn á. Nó ăn như tiếng nước chảy. Nè nó ăn này, nó đu 3 5 con nó đu vô cái bèo cám nó ăn này. Thì bèo cám là đặc sản mà. Con nào nói chung lớn, từ lớn tới nhỏ đều thích ăn bèo cám cả. Đây khá là nhiều nè, hiện tại giờ nó đang tản ra. Thì nó sẽ ăn theo cái bèo cám thôi, bèo cám tới đâu nó ăn tới đó. Còn một số đây. Ở đây thì sáng mà con cứ lấy cái tàu lá chuối ra. Thôi thì em cũng xin kết thúc cái tập 3 tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Thì ở tập sau thì em sẽ tầm khoảng một tuần nữa em sẽ quay lại để chia sẻ với bà con về cái tốc độ phát triển của con ốc ở cái bể đầu tiên em thả, cũng như xem về cái bể mà bèo cám của ông chú mới chuẩn bị sáng hôm nay đó, thì xem có một tuần sau và nó nở như thế nào. Rồi, rất cảm ơn bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.